trên mặt này chính là nỗi sợ dày dặn kéo dài của vương quốc quân siêu phàm. Tiếp tục nào Phục Cưng. Ta chỉ có thể trấn áp nó ở nơi biên ải này, mà không thể nào giết chết nó vĩnh viễn. Bởi vì nó tồn tại bằng nguồn năng lượng ô nhiễm bất tận. Ngày nào còn ô nhiễm, ngày đó nó còn tồn tại. Trước kia, vương quốc này là một vùng đất trong lành. Thiên nhiên đã ban tặng cho vương quốc này một thác nước thiên đường cùng một cây lúa mạch thần. Thế nhưng, rác thải từ con người đã vô tình hình thành nên một con quái vật xấu xí, vô cùng hung tợn. Việc ta có thể làm là để lại 4 món bảo bối để cho các đồ đệ bảo vệ môi trường, phụ giúp con người chống lại sự tấn công của con quái vật này và bảo vệ cây lúa mạch thần. Sữa cuôn sô-cô-la lúa mạch được tạo nên từ nguồn nguyên liệu thần kỳ nên có khả năng hồi phục tức thời. Con người được bổ sung năng lượng, làm việc không biết mệt mỏi. Người dân vốn dĩ có thể uống mãi không hết. Này các con đã lớn, đã đủ trách nhiệm để kế thừa 4 bảo bối của ta. Một. Dạ. Hai. Dạ. Con nữa cho bầu, con nè. Một. Còn con cho bầu, còn con. Hổ. Dạ. Mù xỉn nè. Không những kế thừa vị trí của ta, mà con còn phải gánh vác trách nhiệm làm tộc trưởng của 4 tộc. Hãy nhớ dẫn dắt tộc nhân bảo vệ môi trường và cây lúa mạch thần. Dạ, sư phụ. Uống đi. Quá tài nè. Phải uống đi. Sữa này có giúp ăn ngon và hỗ trợ tiêu hóa không sư phụ? Ừ, nhớ uống đều đặn để nâng cao sức khỏe nha con. Uống đi. Tranh thủ đi xuống núi đi, để không đổi ý bắt hồng gió bây giờ. Đi. Ủa sư phụ, người không xuống núi cùng tụi con hả? Suốt chừng ấy năm,
Quốc vương sứ quân siêu phàm không ngừng triệu tập quần thần để tìm cách hồi sinh cây lúa mạch thần đã khô héo, nhưng chưa lần nào thành công. Sữa cuốn sô-cô-la lúa mạch giờ đây chỉ còn đúng 4 hộp cuối cùng. Quốc vương chỉ đành mang chúng niêm phong và giữ làm quốc bảo của hoàng cung. Kết tao hả đi? Sao mà đem rác mày cứ dục xuống ngay quán tao rồi sao tao bán? Sao mà được xã nhà ông nội mày hả? Mày muốn sao? Muốn sao là sao? Mày có tăng hả không? Nói mày Ông trưởng, có người nhờ ngại lọc nước giùm mà. Ông trưởng, sao người chưa đi nữa? Đi đâu? Thì đi lọc nước, hồi nãy Hồ Khảo nói rồi mà. Nãy ta có rồi mà. Ngày rồi sao không đi? Trước, tính sao quay ơi. Tộc trưởng, nước sạch của mình sắp hết rồi. Tộc trưởng ơi, thấy nước quá, tộc trưởng ơi. Thì đi uống nước hồ đi. Nước này dơ lắm, không uống được đâu. Chứ muốn uống nước gì? Uống nước sạch. Nước sạch, ở đâu ra? Vậy người xài bảo bình cuốn đi. Được rồi, các người hãy đi theo ta. Ủa sao không có nước vậy? Đúng rồi đó, lúc trước ở đây có một dòng suối nước rất là dồi dào, giờ gắn queo vậy. Im lặng, để ta tập trung. Là hoạt động dữ chưa? Sao nó là bảo bình cuốn vô cần trong truyền thuyết? Vậy chắc tới Tết con gom mới có nước uống quá trời. Các người bớt nói đi được không? Với cái tốc độ này, với cái mực nước này và cái số lượng này, tộc ta đổi tên đi. Tên gì? Tộc Sa Mạc. Sa Mạc luôn kìa. Ê, tộc trưởng. Tộc trưởng. Tộc trưởng đang làm gì vậy? Đang ghiền luyện. Ghiền luyện xong rồi đó, đem dứt đi. Là sao? Thì tộc trưởng ta ghiền luyện khả năng xếp hình, khả năng xếp giấy tình hình đồ vật xong rồi. Giờ mấy thứ này vô dụng rồi đó, đem bỏ đi. Ông kêu làm gì thì làm đó đi, thắc mắc hoài vậy. Cho nó đúng đó. Tộc trưởng, mọi người xin ngài xếp ra chuỗi dây chuyền phân loại rác thải kìa. Rồi đó, thì thùng rác đó, kêu tộc dân tự xếp hàng và phân loại đi. Vậy là hình thành dây chuyền phân loại rác thải như muốn rồi. Nhưng mà nói với tộc dân á là rác của ai nấy dọn nha, tự ý thức lên. Rồi sao tao kêu cái người dọn cái đống này mà cái người còn chưa chịu dọn nữa? Mà dọn đi đâu bây giờ? Cả Dương Quốc chỗ nào rác cũng chất đầy hình núi hết rồi. Tao biết chỗ đi dứt nè, qua đây tao chỉ cho. Thưa tộc trưởng, có kẻ dám vứt rác của chỗ của chúng ta. Vứt thì ngươi dọn đi, vậy cũng nói ta nữa. Báo! Tộc trưởng, bên ngoài tộc dân đang đến đòi người mau sử dụng áo giáp quân siêu phàm để lọc không khí. Môi trường ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Rồi có ai chết chưa? Dạ chưa. Chưa thì lui đi, vậy cũng nói ta nữa trời. Nói nhiều quá ông chửi vô giờ thôi. Thôi đi lẹ. Tộc trưởng!
động đó cơ. Dạ không có, tại thuộc hạ thấy người ngủ mà cười như bị ma nhập gì đó, cho nên mới đánh thức người hồi. Mày ngâu. Xem chút xíu nữa là tao được gặp kinh lớn của ta rồi. Thiệt là Đại trưởng. Quách nhờ nhau. Xin lỗi tục trưởng. Sao mày thằng mày bệnh tại dữ vậy? Nói gì nói lẹ đây. Dạ, người dân bên ngoài đến kiện cáo nhờ người đi thanh lọc môi trường giúp họ. Cái đầu mày bự mà sao não mày như trái nhỏ vậy? Nước giờ thì đi kiếm thằng Thủy, không khí bị ô nhiễm thì đi kiếm thằng Phong, còn thiếu công cụ thì đi kiếm thằng Mộc. Kiếm tao làm gì? Dạ thì kiếm ba vị tộc trưởng kia không được nên qua đây kiếm ngài nè. Là ba đứa kia không chịu làm. Tụi nó không làm rồi mắc gì tao phải làm hả? Rác là chất cao tới đầu, giờ thì còn nhẫn nhau được hay sao? Tộc trưởng, vô dụng như vậy mà làm tộc trưởng hả? Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Đồng hồ của anh Vạn Năng đóng băng tức gì? Hồ biến. Đây là cái đồng hồ dùng để ngăn chặn sự ô nhiễm mà sư phụ đã chế tạo ra. Thấy nó lợi hại chưa? Đúng là tộc trưởng vô dụng. Người dân của mình mà ông còn đóng băng được hay sao? Bà con đừng nghe lời tộc trưởng nữa, đi về. Về. Nó chửi tao vô dụng kìa. Cô tỷ mày hãy tao sao vô dụng thiệt. Mày thấy tao sao? Dạ cũng hơi vô dụng. Cũng hơi, tức là có. Không làm thì chửi vô dụng. Tới chừng làm rồi thì cũng chửi tao vô dụng. Đồng hồ này nó bị gì vậy ta? Nhớ bữa còn xài ngon lành mà. Ta đi gặp clip của ta nữa đây. Sao nào? Mấy bên này mấy đứa ở vương quốc của ta thấy thoải mái không? Dạ có, thấy thoải mái lắm. Dạ có chứ, con với chị công chúa chơi vui quá trời luôn. Đúng không chị? Đúng rồi. Vậy thì tốt rồi. Ta muốn các con phải có một kỳ nghỉ thật thú vị với cái không khí trong lành và mát mẻ ở đây. Bẩm báo quốc vương, các tộc trưởng lại đùng đẩy trách nhiệm. Người dân thì đang kêu than vì môi trường đã quá ô nhiễm. Họ đã sử dụng quyền năng của bảo bối chưa? Dạ chưa. Người thì ngủ, kẻ thì lười, người thì ham ăn, người còn lại thì sức lực cũng chẳng tới đâu. Vậy thì họ giữ bảo bối để làm cái gì? Dạ thằng không biết. Lui ra. Phụ vương, con thấy nếu như mà bảo bối trong tay họ không thể nào phát huy được tác dụng thì chi bằng mà nó họ giao bảo bối ra cho mình đi, rồi mình sẽ sử dụng quyền năng của những bảo bối đó để cứu lấy môi trường xung quanh. Phụ vương thấy sao? Biết thì là như vậy, nhưng trong vương quốc này trừ họ ra thì đâu còn ai biết sử dụng bảo bối đó chứ. À, phụ vương, con thấy bạn thám thuốc rất là đáng tin. Tên của bạn thám thuốc á có nghĩa là biết thuốc tất cả mọi thứ, cho nên là con tin khi mà bảo bối về tay mình rồi thì thám thuốc sẽ giúp mình sử dụng các bảo bối đó. Dạ đúng rồi, quốc vương tôi tin tưởng đó con. Nếu được vậy thì tốt quá. Dạ. Con gái. Dạ. Truyền thư mời của ta triệu tập 4 tộc trưởng tới đây, nói họ giao ra bảo bối, chúng ta sẽ nghiêm túc bàn về việc thanh lọc môi trường. Tuân lệnh phụ vương. Liệu các tộc trưởng có giao ra bảo bối để giúp Dương Quốc Quân hay không? Sự ô nhiễm của Dương Quốc này rồi sẽ ra sao? Anh hùng Tony có thể tiêu diệt được quái vật rác hay không? Mời các bạn đón xem tập 2 của bộ phim Tony Đại Chiến Bảo Bối. We'll be right back.
còn có Vinh quay kìa. Nói các bạn nhìn đi. Thank you.